Xin chào tất cả các bạn, mình là bác sĩ Trịnh Hoàng Long. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài đầu tiên về khoa học về mắt, đó là bài nhập môn thị giác bởi bác sĩ Stephen Hình tại khoa mắt tại bệnh viện Nhi Westmead. Yes. Thì đầu tiên của bài này thì mình sẽ có về giải phẫu cơ bản về mắt, sẽ là từ trước ra sau. Mình sẽ có cornea là giác mạc, tiếp theo là iris, pupil là sẽ có mống mắt và lỗ đồng tử giữa cái môi trường giữa cornea, iris, pupil là sẽ có là aqueous là tiền phòng, ý là dịch tiền phòng ấy. Thì sau của lỗ đồng tử ta sẽ có là lens làm thủy tinh thể, và tiếp nối của thành nhãn cầu. Với giác mạc thì ta có củng mạc là conjunctival. Conjunctival là kết mạc, cái tiếp nối tạo ấn thành phải là scleros, có nghĩa là một cái mảnh, nó giống như là một cái mảnh protein màu trắng. Đi về sâu bên trong thì ta có là vitreous, chính là dịch kính, không mà dịch kính như là môi trường trong suốt để cho ánh sáng đi vào, nó sẽ lấp đầy một cái buồng tối được tạo nên bởi hắc mạc, một phần của võng mạc. Theo thì mình sẽ có các cái phần thuộc vào thần kinh thị giác, thì ta sẽ có retinals, maculars và optic nerves. Ta có retinal chính là võng mạc và maculars là hoàng điểm, và optic nerves làm dây thần kinh thị giác. Sơ bộ bên các cái cấu trúc trong nhãn cầu. Tiếp theo là các cơ ngoại nhãn, thì mình sẽ có bốn cơ là cơ tầng trên, tầng dưới, tầng ngoài, tầng trong. Mình đang có cơ chéo trên và chéo dưới. Để đi chi tiết hơn vào các lớp của võng mạc thì mình có các lớp tế bào nón và tế bào que. Đây là những cái lớp phía trên cùng. Tiếp theo là các cái tế bào thần kinh để nhận các cái tín hiệu thị giác tạo thành xung thần kinh. Để đi lên não, ở đây có các tế bào hạch. Thì lớp tế bào hạch này sẽ là cái lớp tổn thương sớm nhất khi mà bệnh nhân bị bệnh glaucoma. Yeah. Nên khi mà chụp OCT ống mạc thì ta sẽ chú ý đến cái tổn thương lớp tế bào hạch này. Về hoàng điểm thì mình sẽ có là macular lateral foveal central. Nói chung là trong macula ta sẽ có là foveal, là phần lõm nơi tập trung tất cả tế bào nón. Tiếp theo thì mình sẽ có địa thị, thì đây sẽ là papular nervus optic, còn đây còn có một tên trên thị trường là blinder fleck, đó là blind fleck, là điểm mù. Đằng kia là hình OCT võng mạc, là nó bao gồm có hoàng điểm, macules. Tiếp theo về thần kinh thị giác thì nó sẽ cho ta thấy đó là
các phân bố sợi thần kinh đi từ nhãn cầu lên trên não, nó gây nên tình trạng bắn manh. Đấy. Người ta nhớ được cái sơ đồ này sẽ hiểu được khi mà tổn thương, thường là khi mà tổn thương ở các cái vùng dưới đồi ấy, nó sẽ chèn vào do thoại thị giác gây nên các tình trạng như bắn manh cùng bên, bắn manh khác bên này, clevision fear, visual fear. Theo ánh sáng thì mình có là ánh sáng với các vật từ cách xa mắt mình tầm 6 mét thì coi như là cái tia sáng đi song song, một khi đến với đây giác mạc sẽ được hội tụ bởi giác mạc và thủy tinh thể, và giác mạc chiếm 2 phần 3 công suất và thủy tinh thể là chiếm 1 phần 3 công suất còn lại, thì ta sẽ có là cornea và lens sẽ tập trung ánh sáng vào trong vùng hoàng điểm là foveal. Khi nó trách ra khỏi cái trách ra khỏi võng mạc, cụ thể là hoàng điểm, gây thường sẽ tật khúc xạ và sẽ chỉnh kính lại cho bệnh nhân. Thị giác bình thường sẽ bao gồm các yếu tố là thị lực, khúc xạ, sắc giác, đồng trục nhãn cầu, nghĩa là trục nhãn cầu của hai mắt, cảm giác hình nổi, thị trường, vận nhãn, tương ứng ngày đêm và sở trí tín hiệu thị giác. Thị lực, đây là các cái bảng thị lực nhìn xa, các cái chữ đơn độc để đánh giá cái tình trạng nhược thị để có hiện tượng đám đông. Theo là bảng thị lực nhìn gần, cái này nơi mình làm chưa có bảng thị lực nhìn gần này, sau kính Farallon chưa có bảng thị lực nhìn gần. Tật khúc xạ thì mình sẽ có là các cái tật cận thị và tật viễn thị này, còn là myopia này, hyperopia. Và được chỉnh kính bằng là myopia correctus và hyperopia correctus, và rồi chỉnh bằng kính. Đây là thị giác, sắc giác thì có một cái bảng và mình sẽ phân biệt các cái số ở trong các cái bảng màu sắc này. Đây. Về đồng trục nhãn cầu thì nó sẽ liên quan đến cái tình trạng lag của bệnh nhân. Mình sẽ khám. Đây. Lag ngoài, lag trong nó gây nên tình trạng mất mất thị giác một mắt. Và trẻ em thì rất dễ gây nên tình trạng nhược thị. Vận nhãn những vận động liên hợp ở mắt, vận động liên hợp và quy tụ liếc lại theo dung giật. Dung giật là cái nặng nhất, là mất mất cái tình trạng thị giác, là nghĩa là nó không hình thành được hội đồng quang điểm ấy nên thị lực rất là kém. Thị giác hai mắt là cảm nhận thị giác trong thời gian thực, hài hòa thị giác, cảm giác hình nổi, ức chế với côn nhược thị. Cảm giác hình nổi, đây là một cái, nếu có thị giác hai mắt thì ta sẽ có cảm giác hình nổi, với này nó sẽ là di chuyển đây. Tiếp theo là các cái hình, xem cảm giác hình nổi, cái này ít khi mình khám được mình. Và cảm giác chuyển động 3 chiều. Tiếp theo mình sẽ khám đến tư thế đầu, bởi vì lát nó sẽ bù trừ lại bằng tư thế đầu của trẻ đấy, tư thế bất thường cũng thể gặp ở người lớn cũng sẽ có. Theo thị trường là sẽ có máy khám với điều kiện mình giờ mình chỉ thể là rất là thị trường bằng tay thêm, phát hiện cử động, tự ứng sáng tối và xử lý thông tin thị giác đấy. Là các bán cầu đấy, thường là thì chậm
và cung tuyến giáp không đơn thuần là thị lực. Nên có rất nhiều cái khám nghiệm không đơn giản chỉ là đọc được hàng 10 từ trên xuống hay thị lực 10 phần 10 mà còn có nhiều vấn đề khác thì thị giác mà mình cần phải nghiên cứu. Ok, cảm ơn các bạn đã nghe.